Theo Chinh.vn, Công Lý đưa tin chiều ngày 24 tháng 2, người dân ở phường Nghĩa Thành, CP. Gia Nghĩa bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu của Y Sơn 18 tuổi, ngụ phường Nghĩa Tân, CP Gia Nghĩa khi bị Đỗ Mạnh Quyền ngụ huyện Đắk Lấp đuổi chém. Hiện trường vụ việc ảnh, Công Lý, đến khi Sơn chạy được vào căn nhà trọ của một người dân bên đường thì bị Quyền đâm gục. Sau khi gây án, Quyền đã rời khỏi hiện trường. Người dân chứng kiến vụ việc sau đó đã đưa Sơn đi cấp cứu. Tuy nhiên vết thương quá nặng, bị mất máu nhiều nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Đến chiều cùng ngày, Quyền đến công an phường Nghĩa Thành để đầu thú. Qua quá trình điều tra ban đầu, Quyền khai nhận khi đánh bài, thanh niên này nghi ngờ Sơn gian lận nên đã dùng dao để truy sát. Ngày 25 tháng 2, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, hiện đang tạm giữ Đỗ Mạnh Quyền để điều tra về hành vi giết người. Let's look at why.